Do cái vợ nó đi Ả Rập kia, sau cùng nó đi 3 năm, 3 năm sau cùng nó về tới nhà, xong lại là nó về tới nhà xong nó nói ừ, tôi mình đi Hà Nội lại đi đi làm Hà Nội, xong đi vượt Hà Nội xong là nó bắt vợ đó, nó bắt chồng với nó, Bắt chồng bắt chồng đó, với nó, xong là bắt chồng người gì? nó bắt chồng người Việt, xong nó qua nó đuổi mình về. Nhưng mà vợ con người Việt hay người gì hay Giờ người giờ người 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 chân trọt người của trong mình, người dân người tộc rất à, người lai rất là nhau. đó, bây giờ nó thương vợ, nó thương chồng người kia thì nó hăm dò hăm đồ thì mình không biết nữa, thì mình ham nhà nghèo mà nó chịu nó thì nó bỏ mình, xong nó bắt vợ người kia, nó bắt chồng người Bắt kia đó. chồng người Ừ, dạ. giờ đó Là vợ chồng anh bỏ nhau lâu chưa? là tháng tháng bảy này, mới tháng bảy Mới này tháng bữa 7 này thôi hả? mới tháng bảy này Là trong mới năm nay hả? à, trong năm Trong nay năm này nay tháng bảy rồi, này năm rồi. Rồi đâu về có là đuổi anh đi luôn hả? nó đuổi anh đi luôn. Cả nhà, tôi Trưng Lang Thang và cô Thuận mới thăm cái hoàn cảnh của bà cụ sống trên núi, một mình neo đơn á cả nhà. Thì đã thăm hỏi xong rồi. Bây giờ Đức Trưng Lang Thang và cô Thuận sẽ hướng đến một hoàn cảnh khác. Cô Thuận đi hết nổi rồi, bước chân khập khiễng rồi. À, hết nổi cũng phải nổi con ơi. Vẫn còn những cái phần quà của hai người bạn đang vác lên tặng cho bà con nghèo miền núi cả nhà. Tuy rằng là rất là mệt nhưng mà khi mình trao tặng quà cho bà con á, thì nhìn cái biểu cảm, cảm giác của bà con á, Đức Trưng Lang Thang cũng cảm nhận được là họ rất là vui. Nên mình cũng cảm thấy là vui theo luôn, nên là cho dù có mệt cỡ nào đi nữa mình vẫn cố gắng cả nhà. Đi chân lang thang thì không có dám dắt cô Thuận đi xa, sợ cô mệt. Đi những cái hoàn cảnh cũng không có xa gì lắm nhưng mà cũng Cũng leo núi leo dữ núi cả dội, nhà. cũng leo núi dữ dội luôn nha. Ở nhà mình thấy ở nơi đây là cây cối rừng rậm nè, nhưng mà họ khai thác là một con đường họ đi quanh năm á, đi thường xuyên nên là thành cái con đường mòn quen thuộc. Con đường này chắc họ cũng phải đào con hả? Dạ đúng rồi, Họ phải đào mới nó mới có thành con đường mòn, nó mới xoáy nước nè, nó mới thành con đường này chứ không dạ thôi. Nó trên này sao nó có con đường được. Giờ thấy rừng rẫy vậy. Cô nhớ ngày xưa á. dạ Hồi xưa. Hồi xưa cô cũng từng đi phát rừng phát rẫy vậy nè con. dạ Cho nên cô hiểu được những cái cuộc sống khó khăn như thế nào. Mệt quá. Bông đẹp quá ha. Cả nhà, đây là cái hoàn cảnh của gia đình sống biệt lập trên núi nè. Gia đình này là Đức Trưng Lang Thang đã đến thăm một lần rồi, hôm nay đồng hành với cô Thuận đến thăm lại lần thứ hai. Thì lúc trước á, là cô chú chia sẻ là cô chú có mười mấy người con luôn cả nhà, mà đẻ ở ngoài rừng á, mà chết hết mấy người rồi, còn lại có mấy người thôi. Chắc cô cháu mình vào tìm hiểu đi cô đi. Chào cô nha. Con chào cô. Cô bệnh hả cô? Bệnh một chút. Chào anh. Giới thiệu với cô Thuận, đây là hoàn cảnh của gia đình chú. Gia đình đông con nhất trên núi. À, chú bữa là chú chia sẻ là chú là có mười mấy người con luôn. Dạ. À, chú bây giờ giới thiệu với cô Thuận là cô Thuận ở bên nước ngoài, là ở bên Úc. Dạ, về đây thăm bà con miền núi. À, con đồng hành với cô Thuận, dẫn cô Thuận lên đây thăm cái hoàn cảnh của chú. À, chú giới thiệu tên và nói về cái cuộc sống của chú khó khăn như thế nào để cho cô Thuận đồng cảm, cô Thuận thương yêu cái hoàn cảnh của chú nha. Dạ, trước tiên thì chú cho cô Thuận biết tên đi. Đó là cái tờ bill á, là bây giờ là khó khăn á, bị sinh con nhiều lắm. Ừ, mà mấy đứa con không phải về ở đây là còn đau
À, quần đó người ta bỏ rồi, người ta bỏ về nhà rồi, bữa nay mình nuôi. Người ta không nuôi nó, người ta ham người diệt á. Vậy là bây giờ vậy thôi, thông cảm là cũng mới người nữa chứ phải dễ đâu. Ở Bình Đà Lạt nữa, ở Sâu Giang nữa, ở Phúc Thành là một người nữa, đủ đoàn qua. Ở nhà là hai người nữa, rồi mới người á. Bây giờ tôi nuôi từ tức giờ, có ăn ba phục đó hay không có gì đâu. Khó khăn nhất á, không có làm cái gì đâu. Bữa nay là già rồi làm không được nữa. Khổ lắm. Mà khổ không khổ cái gì, không bay mình khổ đâu. Tất cả nhân mình lo nổi á. Vì đó cái quan nhiều lắm á. Vì khó khăn gì đâu, phải khó khăn gì đâu. Nhưng mà cái đó thôi. Là chính xác là chú, tổng cộng hết là chú là có bao nhiêu người con? 16 đứa con. 16 người con? Ờ, là sống không á. Sống 16 người? Ờ. Mới sao đã con là con có 6 đứa hả, chết là 9 đứa, còn tổng cộng là 16 hay 15 tổng cộng là 15 đứa, là chết là 9 đứa, con gái không à, là xong là cơ 6 đứa à. Bây giờ cô chia sẻ cái hoàn cảnh mà cái thời điểm mà cô sanh con của cô á là như thế nào mà lại mất hết 9 người vậy cô? Nó bệnh thì chết, nó sốt xong rồi cứ 2-3 ngày nó chết nè. Dạ. 2-3 ngày nó chết. Con lớn cao rồi, con lớn có đây chết á. Cũng chết lớn à, lớn rồi. Mới chết con 2 năm đây rồi là nó kéo cổ thôi giờ nhá, cái kéo cổ thôi đó. Cái cổ là như thế nào? Kéo cổ. Nhưng mà lớn rồi, 19 tuổi rồi đi Đà Lạt rồi. Là không có thay người nó mò rồi á, mò hết nó rồi. Mò mặt. Không có thay người. Thấy một cái bị nó hơ mặt á. Tại sao không thấy đường á hả? Không thấy đường. Một cái nữa là hơ rồi, bị bệnh quá bệnh à. Bây giờ cho con xin phép là cô với chú là để một người chia sẻ thôi ha. Để cho câu chuyện nó sẽ hiểu rõ hơn. Và là để cho chú chia sẻ nha. Cho cô nha, nhường cho chú. Vậy là cái người con của chú là treo cổ. Là lý do tại sao, như thế nào chú chia sẻ cụ thể kỹ càng hơn chút xíu cho chú. Cụ thể đó là chắc nó hơi nó bệnh. Hoặc là sau cùng nó mới treo cổ. Bị nhưng mà phức mặn cho nên làm giả. Chuyện đó. Bây giờ con lớn rồi, lớn hơn bằng tôi rồi. Vậy là chú nói là cái khuôn mặt bên đây là như thế nào chú? Hơ mặt bên này lúc đầu tiên xuất phát là nó bệnh á. Có nghĩa là hư mắt. Hơ mặt đó nó bệnh á. Dạ. Nó bệnh á, nó mới hơ mặt đó. Dạ. Bảo là sau cùng nó phục phận lại, bắt đầu là nó ở không, bắt đầu là nó đi làm không được nữa. Rồi mỗi chân, mỗi tay đi đâu không được nữa, mà mới phước mặt nó mới tiêu cổ á. Vậy vậy thôi. Vậy là lúc là bị mắt. Xuất phát đó. Xuất phát động mắt á. Chắc có lẽ là bị ung thư. Dạ, ung thư mặt gì đó không biết á. Là buồn bã quá rồi. Nó buồn ngày thông bụng á, nó tiêu cổ á. Và là những người con mà mất của chú là thời ngày xưa hả chú? Không, cũng như cũng mấy năm nay mà. Mấy năm nay là lớn rồi. 19 tuổi là mà treo cổ chết là tại vì bị bệnh, không có thấy đường. Không thấy đường mà đi nữa, nên nói đi làm không được nữa. Theo rằng theo cô đó cho rồi. Là còn những người kia là mất như thế nào chú? Người kia là đầu tiên là cỡ nhỏ cỡ đây cũng là bệnh con bệnh sốc, bệnh nhức đầu gì đó, biết từng bụng rồi chưa biết nói mà biết nói đa số không biết nói là ba người nó không biết nó hồi chết đó. Vậy thì không có cái gì đâu. Vậy là ngày xưa trên đây là bà con của mình khổ quá, là không có dụng cụ y tế, nên là sanh là đẻ là tự ở nhà đỡ đẻ luôn. Tự ở nhà không có người ta làm bệnh viện đồ đâu. Lúc giải phóng nó, lúc giải phóng đây chưa sướng rồi bây giờ thuốc men đồ á. Người ta có cứu cho mình bố là khổ quá, không có đồng bạc. Bữa nay là tôi già đi đâu không được, đầu gối đầu món đi không nổi nữa, không làm đi làm có nữa chứ. Bác mà cơ đè ăn thì xong ai thôi, làm đại ăn đại. Bây giờ chú chia sẻ là chú bao nhiêu tuổi chú nha? Ồ, tôi không biết, tôi tác là chắc đi thôi. 60, 61 vậy đó. Sinh năm 60. Sao nhìn chú trẻ quá vậy?
Thế gì nữa, cơ đây mà thế gì nữa tôi sưng nghe chưa? Sưng tập hả? Cơ người ta đi đám ăn cưới đồ không sưng hả? Dạ. Cưới chuẩn bị là sưng bữa nay là mai đi đám cưới ở mấy chú kìa. Dạ. Đám ăn cưới nữa. Mai đi xuống làng đám cưới. À. Trời, cái thời điểm đó cô Thuận nghe cái câu chuyện mà chú sinh năm 60 mà để mười mấy người con. À. Nghe lạ không cô? Không, tự nhiên như dân tộc mà thì cũng rất bình thường thôi. Nhớ chứ... con á, thì nhớ con á, phải tính toán á. Rồi, để gì mà để giữ vậy chú? Không, để em xong. Nhưng để... mà sao cô nhìn cô nhỏ con vậy mà cũng để giữ vậy hả? Biết đâu. Biết đâu. Cơ số phận á. Số phận rồi nha. Là một năm là hai đứa con á, một năm hai đứa con á. Năm hai đứa. Sao để hai năm hai đứa được, người ta đẻ năm đứa mà cô. Biết đó, có thuốc men đâu mà đây là cũng biết là rồi, thuốc men nè. Đầy đủ, hồi trước là không có thuốc men đâu. Mang bầu 9 tháng 10 ngày là một năm rồi. Mà một năm mà để hai đứa vậy cô mang bầu bao nhiêu tháng mới đẻ? Không, đợi sinh nhau là ngâm ui giật dâu lắm. Đây là đây bắt đầu đẻ lại, cứ đây có đứa đẻ lại. Thì coi như là năm 1 quá, nói chung là năm 1. Thì nhiều khi cô không có rành thì cô nói vậy thôi. Chứ còn đẻ là người ta năm gọi là năm 1 thôi. Thế là năm 1 á. Trời, nhìn cô xanh xao mà đen mà ốm, thấy thương chưa? Đẻ vậy là xuống sức lắm á. Xuống sức thiệt hả chứ, nhưng mà ấy, thì từ già đi không nói nữa, mới dễ đâu. Dạ. Mà mình ở đây là ta sinh con nhiều lắm mà đi không nổi nữa. Dạ. Con ở nhà nuôi con cỡ đây lo cho mình ăn thôi, kiếm gạo kiếm đồ đó. Thấy gạo ăn gạo, thấy cái nào ăn cái nấy. Dạ. Xong mình có cuộc đời về. Để mười mấy người con để quá rồi giờ xương khớp đồ. À, xương khớp thì ốm rồi. Ốm rồi. À, bánh chè đồ lỏng rồi đúng không chú? Rồi cái thời điểm ngày xưa là chú kể là khổ lắm hả chú? Khổ thiệt rồi chú. Thời điểm đó. Đâu có đi đâu được hết, không có nào. Thấy mà hậu chiến tranh còn đâu có đi được. Dạ. Bên kia không máy bay nữa. Ở đây không có binh lính nữa. Hay dễ à. Bữa nay chú sướng rồi, bữa nay sướng rồi. Người thấy mắm muối ăn á. Bố không thấy muối ăn nữa chứ, phải dễ à. Ôi, tôi còn khổ chuyện đó chứ. Bữa nay là không đỡ rồi. Ngày xưa chắc ăn kho lan, kho rừng hả chú hả? Khoe lan, khoe rừng gì, khoe. Cố nào tay rừng khoe ăn. Ý như thành phố Phương Giang cũng vậy. Thì đầu tiên mà giải phóng chưa giải phóng mà. À, mà từ đây mà tôi chưa không thấy già nào. Không mấy chục tuổi rồi. Vậy là chú ở đây là được bao nhiêu năm rồi chú? Ồ, tôi ở trước kia năm sinh ở đây. Ở ở đây luôn. Nhưng mà người ta rút ở dưới làng á. Người ta rút người ta đi á. Người ta xuống mới đi á. Đi cũng đi mãi đi về tới nhà lại. Yeah. Nhà đây nhà gốc nhất. Nhà đây nhà ông bà trước kia. Không phải nhà bây giờ đâu. Ngồi nhà đây. Cái nhà chú ở bao nhiêu năm rồi chú? Ồ, chắc nhà đây là chắc lâu quá rồi. Lâu xong cây hư hết rồi, không còn làm núi nữa. Bữa nay chuẩn bị là chuẩn bị ở trong rồi. Không làm nhà cũng được nữa, thấy không? Ở trong rồi. Còn tôi chẳng nhờ mẹ này cho không mẹ thôi chứ. Con chú bị gì mà... Bị nó hơi yếu. Bệnh gì? Đọt có gì bị đầu vai rồi đó, vai rồi lúc hồi bữa bị té, đâu có té xe đâu. Mình cười nó cục vóng, nó đứt dây vóng, nó dập cái này, dập cái đầu, dập cái vai túng cái đá. Ừ. Vậy mới yếu. Làm yếu mà hơn năm nay không đi Lâm Đồng được nữa. Nó bị vắt can cũng được mà không có đi, nếu vắt được thì đi. Làm thuê để nó đi về. Anh trai này là bị vợ bỏ. Có một người con, nhưng mà con của anh là ở với vợ luôn rồi. Anh buồn quá rồi, anh chán như là chán nản đó, là anh lên anh ở với bố mẹ. Anh nhìn anh ốm thấy thương. Bệnh đau vai bây giờ là không còn sức nữa. Coi như là nằm võng té mà nó bị dập cái bả dai. Dập vô đá đó. Không đá. Anh tên gì anh? Tiêu. Anh được bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 82. Dạ, anh chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình anh đi, lý do tại sao mà gia đình mình lại ly thân đó, ly hôn đó. Do cái vợ nó đi Ả Rập kia, sau cùng nó đi 3 năm, 3 năm sau cùng nó về tới nhà xong lại làm... Nó về tới nhà xong nó nói tôi mình đi Hà Nội lại đi làm Hà Nội xong đi vượt Hà Nội xong là nó bắt vợ bên đó nó bắt chồng với nó bắt chồng với nó xong là nó bắt chồng giết xong nó qua nó đuổi mình về.
Nhưng mà vợ con người Việt hay người gì? Vợ người chất trọt, có mà người rất lai. Đó bây giờ nó thương vợ, nó thương chồng người kia thì nó hăm dò hăm đùi thì mình không biết nữa. Chị mình hăm nhà nghèo mà nó chịu nó thì nó bỏ mình xong nó bắt vợ người kia nữa, nó bắt chồng người kia nữa. Vợ đó. Là vợ chồng anh bỏ nhau lâu chưa? Là tháng 7 này. Trong năm nay này tháng 7 rồi, năm rồi. Ừ. Đâu có đuổi anh đi luôn hả? Nó đuổi anh đi luôn, đuổi xong con tới nhà thì mình thuê anh lại để nuôi cha nuôi mẹ lại. Dạ. Ừ. Có cái gì đâu. Nuôi cái nào, ông già cũng yếu, mẹ cũng yếu rồi, không mấy đau tổng luôn cũng lo hết. Dạ. Vậy là khi mà bắt vợ là vợ của anh là cưới anh về. Là khi mà không ưng anh nữa là đuổi anh đi luôn. Đuổi anh đi. Trả về bố mẹ. Nó đuổi đưa chạy về bố mẹ lại. Vợ chồng anh có tài sản gì? Nó tài sản nó lấy hết rồi. Nó lấy hết. Có đợt nha, cửa bỏ trâu con cái nó lấy hết luôn, không chưa ra đâu. Khi mà cưới nhau là vợ chồng anh có làm giấy kết hôn không? Có chứ, có xong bà đợi nó lấy giấy hết liệu, lấy giấy kết sơn cái đó là nó sẽ bỏ hết. Dạ. Mình tìm nói như vậy thì chúng mình của anh nó giấu hết không có nữa. Rồi sao mình không nhờ chính quyền can thiệp? Nói không có. Nó con nó đâu không có nữa, đi đâu không biết nữa. Dạ, đất đai rồi bò trâu rồi lấy hết luôn. Nó lấy hết luôn. Dạ, là bao nhiêu con bò? Con bò hay lúc hồi bữa là nhiều á, là sợ nó còn 5 con 6 con nó chết 3 con, còn lại là còn 3 con xong nó tính là xong nó để chỉ con cái nó bệnh á, nó đi làm á, sau cùng là nó đuổi về thì nó lấy hết. Không cho anh gì luôn. Không cho nữa. Thôi thua cái chuyện đó. Là anh không biết cách để mình tìm lại cái công bằng cho mình, hay là như là mình ra đi hai bạn nó trắng để mình nhường lại cái số tài sản đó cho con mình. Không à, nó lấy nó đuổi mình về, nó nói không cho là không cho. Nó nói như nước cũng vậy. Nó nói cho cái công bằng của anh này, cái thùng nghĩ sao cái thùng. Thì chuyện vợ chồng mà thì thôi. Chuyện vợ chồng có nghĩa là còn duyên thì ở, hết duyên thì rã thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà tài sản á, khi mà có giấy kết hôn thì phải ra tòa ly dị đó. Cái đó sẽ mình không hiểu bên phía đồng bào họ như thế nào ha. Thấy không tội, thấy anh kể chia sẻ mà anh biểu cảm và anh nhìn thấy thương nha. Nó không phải tại của anh đâu, tại do ly nó thôi. Nói là biểu thôn biểu nó đi ra tòa, nó không chịu đi nữa. Nó nói ở khoảng làng tuồng nó đi ra tòa, sau cùng không có, nó vượt đi về Hà Nội lại. Dạ. Mình đi hôm kia anh mới về xong anh tính là đi nói cho cán bộ bên đó, nó nói nếu không ra tòa sao mà sống được. Dạ. Nó bây giờ thôn nó đi vừa đó không có người nữa, nó vượt chạy Hà Nội mày rồi. Dạ. Anh có đến thăm con hay là chỉ ôm con đi luôn rồi? Nó ôm con nó đi luôn. Dạ. Ôm con đi cũng theo cháu nó luôn. Đó có hả? Chắc anh hận chị lắm hả? Buồn lắm hả? Mà buồn gì nữa, đây lâu rồi không buồn nữa. Buồn người ta bo mẹ thôi. Bo thì thôi chứ cái gì mà buồn được. Nói như người kinh mình á, ví dụ như là vợ chồng mà cãi nhau thì phải bố mẹ hai bên phải gặp mặt nhau rồi. Phải khiên ngăn rồi, khiên can rồi, con cái mà sống như thế nào cho nó phải lệ. Theo chú thì thấy cha mẹ nào? Cha mẹ là không vậy, cha mẹ nói tôi không biết được. Do cái hai vợ chồng nó bo thì thôi, nó nói vậy. Dạ. Mà tôi chỉ thông quyền, tôi chỉ làm đủ. Mà tôi làm đủ bữa, tôi đề nghị lấy giấy cái thôn là bây giờ qua công an xử đồ á. Dạ. Mà nó nói tôi không biết nữa, nên ông đi khỏi rồi, nó nói vậy. Dạ. Thua chuyện đó chứ, thua nó nói đi mà không phải ở đó mà là giải quyết cái không là thôi nha. Dạ. Bình xã cũng vậy, mình không nói đâu. Thì bổn phận làm cha làm mẹ mà chú thấy con mình vậy cũng buồn rồi chú ha. Không buồn chứ sao không buồn. Dạ.
bọn giờ tới cái đó à. Coi như là chuyện gia đình đi, còn dạ. Hôm nay mình tới thì mình cũng chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì mình hỏi cho biết vậy. Dạ. Rồi vậy thôi, giờ mình tặng quà cho cô chú. Dạ. Thấy thương anh ghê. Đi hoàn cảnh khác nữa phải chiều đó con. Dạ. Cô Thuận tặng quà cho gia đình cô chú ơi. Là ở đây là cô Thuận có những cái món quà tình thương. Dạ, chia sẻ yêu thương. Là tụi con cũng hỗ trợ cô Thuận là mang bát lên đây á, là tặng cho gia đình mình là 10 kg gạo. Và ở trong đây á là có mì, có cá khô nha cô. Có mì, rồi có ký cá khô, rồi dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, bột nêm, bột giặt. Cô. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Rồi, anh bỏ qua sau giùm em nha. Rồi tự vì có tôi có xem cái clip trước á, nghe nói á, là chú Ước có ít tiền để mua tôn mình lọc lại ha. Muốn vậy chứ ấy, đâu tiền mà làm, nếu có thì mình thêm cho cái tôn đó. Nếu mình lấp lại người ta cho tiền mình mua cái tôn mình lấp mình không được. Mình phải có cần anh em ấy. Thì có coi cái clip trước rồi thấy chú Ước vậy đó cho nên giờ lên tới trên này thăm đồng bào miền núi đây nè, rồi thì mới nói là để qua đây thăm gia đình chú luôn để mà tặng tiền nặng mà mua tôn lợp ha. Trước là đôi chân lên thang đến đây thăm cái hoàn cảnh của chú là chú không có đèn năng lượng luôn cả nhà. Cái lúc mà đôi chân lên thang lên tặng đèn năng lượng phải nói chú rất là vui luôn. Rất mừng luôn. Dạ. Mừng quá mừng rồi. Sống mấy chục năm ở trên đây luôn cả nhà. Mừng quá hả phải không? Giờ mua giờ tặng tiền mua tôn lột có mừng không? Dạ, mừng cho xong mừng. Mừng lắm ha. Mừng cho bữa nay có thể bò heo nữa, bò bữa nuôi vẫn nuôi nhưng mà đều chết hết. Không có còn nữa. Nuôi bò chết hết, không còn. Bữa tuần của tôi bữa chứ cứ thấy bò cho mua có tôn không thấy tôi cho tôn ở đầu lấy. Dạ chú tặng cho chú 3 triệu nha. Nha. 3 triệu là nhà của chú theo con si đoán là chú mua 1 2 3 4 5 tấm là năm bên đây là 10 tấm tôn. Dạ chắc đủ á chú ạ. Chắc biết đủ biết con hay chưa? 5 tấm tôn. Chưa dạ, đủ, năm đủ. Chưa đủ tôi thấy cũng đủ rồi, chưa đủ đâu. Bữa nào mấy chục miếng á. Đâu mấy chục miếng chú, cái tôn mà mình mua tôn dài chừng chục miếng à. Tôn này tôn mỏng. Tôn dài chừng nghĩ chừng chục miếng thôi, xong cái chú lấy cái tôn này chú đắp xuống với mấy cái gách này cho nó kín lại. Ha. Mình tận dụng cái được gì mình tận dụng chú. Chú ha. Dạ gửi chú nha. Vui không cháu? Vui chơi xong rồi. Ước mơ đã trở thành sự thật rồi đó. Dạ. Thì đã đến rồi thì cũng muốn tìm hiểu về cuộc sống của gia đình chú. Là chú ở đây là chú làm cái công việc gì để mình kiếm cái đồng tiền mình trang trải trong cuộc sống? Bây giờ là cuộc đời cuộc sống của mình là không có bạc, không có tiền nữa. Bữa nay là chắc là cha chị tặng cho mình. Mình sau này mình mua, mình làm tự động mình thôi. Phải cần người ta. Bữa nào mình rảnh này mình kiếm cây mình làm. Mình lúc cây lại cây hơi đó hết rồi đó. Mấy cái cây này thì cây rừng, cây tre nè. Mình đi ra rừng cái mình chặt về rồi chỉ giờ mình có tiền rồi thì mình chỉ mua tôn thôi. Mua tôn lốp. Mua tôn lợp cho nó kín đáo, ở cho nó cho nó ấm ấm cho nó ấm cho nó đừng mưa dột với mưa tạt. Nói chú ha. Nói sơ qua cái cuộc sống của chú là hôm nay nhà chú ăn cơm với món gì? Đâu, món bò ba, món canh vậy nè. Đây, canh ấy. Canh cà hả canh chú? Canh cà, bò ba. Ăn canh cà cả nhà. Đây, vậy là nó cơm. Thế cơ đây, ăn xong đây. Dạ, rồi ăn vậy sao có sức đi núi? Ăn đầy, không có đồng tiền ấy chứ, mua cá nghe đồ chứ. Rồi những cái món quà thiết yếu hôm trước con tặng cho chú là chú dùng hết chưa? Chắc là hết rồi. Ăn mệt quá, ăn mệt quá. Cũng lâu ha. Ăn mấy ký cá mà ăn hết luôn. Cá con còn kia. Còn nhiều không? Còn chút á. Nhưng mà cái cá này cũng cô cũng phải lấy ra phơi nha, để hơi nó không được ấy đó, nó sẽ hư đó. Bữa trước tặng tôi nghe nói tặng tôi mấy ký cá luôn mà.
Đây dành cho ăn của ăn ít ít. Đó là tiết kiệm mà, tiết kiệm là qua tháng sau nó chuẩn bị. Con đi giống lại trên đó, giống rải đồ kem trên này là đưa, đưa cho nước mắm ăn thì kia làm mắm ăn. Rồi chú ngồi xích qua đây giùm con. Phơi nó khô rồi ha. Khô rồi. À đúng rồi, phơi khô queo giống vậy đó, nó để mới được. Giống như cái cá kia cô cũng phải đổ ra cô phơi. Cá này ăn ngon không chú? Ngon, ngon. Mình để vô cái mình bỏ nước mắm mình rửa xong mình rang lên bỏ nước mắm thêm vô ha. À rang nè, nước mắm đưa lê ớt rồi lê muối vô ra đều ngon ấy nhá. Có cần nữa. Dạ. Bữa nay mình ăn mình ăn phải tiết kiệm cho sau này mình ăn ở đâu mình đi làm rẫy đồ á. Dạ. À ăn tiết kiệm bây giờ đây một bữa cái này một bữa cái này nha. Dạ. Bằng suốt cái này thì không còn nữa giờ phải thấy không? Con kể cho cô nghe, người bà con trên đây á là nếu mà không có gạo á là họ lấy bắp họ lặt ra họ đâm lớ đâm nát ra là họ ăn đó. Cái đó phải nấu lên ăn chứ không nấu đập sống ăn sống vậy đó. Rang xong nó giả cắm ăn ăn rang lên rồi mới đem giả ra rồi chấm cuốn cái lá đu đủ chấm ớt không đời sống á đời sống dân tộc như vậy không có ai nào không có khác gì đó đâu. Không là lá đủ đủ cho bắp thôi hay rằng hay là mình luộc ăn như đó thì nó nếu mà nó còn non á thì mình mới luộc được chứ chú. Còn nó vàng vậy là mình cái này hả mình lấy xong mình luộc lãi xong vẫn được luộc luộc làm luộc, cơm ăn á luộc đến chừng nào nó mới mềm lâu cho luộc đêm tới sáng ăn luộc đêm tới sáng đủ nước hoài trong đó không tính nè. Bây giờ cô thử hỏi chú là bao nhiêu lâu rồi gia đình chú chưa được ăn thịt heo đi. Ông thuê mà ăn cho ông có tiền mà ăn cho nó cho nuôi chừng đó thôi cho thua. Cao mong mà chưa có nữa là thịt heo. Ông ăn ấy à. Bao nhiêu lâu rồi gia đình của mình chưa được ăn thịt heo chú? Ông có mấy tháng rồi. Còn mấy tháng là sao? Ông mấy năm cho tinh thăng à. Chỉ một năm cho nhất là đi ăn cưới người ta đổ thì ăn thôi. Nhưng mà ở nhà đâu có thịt mà ăn. Tiền ở đâu mà ra. Cưới người ta thì tiền người ta thôi nha. Đầu tiên mình không còn nữa. Rồi mấy năm trời chưa được ăn thịt heo hả cô? Nhưng mà làm cưới ăn người ta thì vẫn đi ăn. Nhưng mà phải không đâu. Nhưng mà ở nhà đây thấy gì mà ăn, thịt mà ăn. Tiền ra anh ra chợ thì có thịt ăn chứ. Thấy dễ đâu. Chú cho con hỏi câu vui vui nha chú. Như là gia đình của mình, ví dụ như là nuôi mấy con gà đi. Nhưng mà họ không có dám ăn. Thà bắt con gà đó đi bán đi lấy đổ gạo. Đi gạo đó. Gà cũng đuôi chứ gà. Chứ không có dám ăn. Dám gì đâu tiền. Khi nuôi cái đời chín tiền ăn ngàn hai ngàn rồi. Thì hôm nay đến đây thăm thì cô Thuận thấy chú vô tính rồi đó. Vậy tôi không nói lao đâu. Anh em mình không xét kỹ ăn nói lao đâu. Gia đình người ta ăn khô thì người ta vẫn ăn cho thịt heo thịt đồ á. Mình khô như mình ăn ta đem cá khô rồi mặn quá rồi đó. Cái gì mà ăn nữa. Thế ăn cái kem vậy. Hai búa là mình luộc cá ăn rồi mình lấy dầu đồ bắt đầu mới ăn có cái đó ăn vậy. Vậy là mình ở trên đây mình trồng bắp là mình ăn qua ngày lấy lóc qua ngày thôi. Rồi có đi bẫy con chuột con sóc gì không chú? Không có đi bồi nó đâu già rồi. Không chín chờ có đêm chín có chín lúc đêm này chín mày không có chín nữa. Khổ qua cái đó không phải là nó không tính xong nhưng mình cũng tính xong rồi. Nó đâu có ăn bắp ăn mình vài hay mình có thịt ăn. Ủa rồi ở đây xung quanh núi không với rừng không thì chú có trồng được cái gì không? Đâu có trồng cái gì đâu. Bắp thì trồng được bắp thôi rồi còn có trồng được con cái gì nữa không? Không có được, cái cây nào không được mà kia chuối đỏ bên trong là không chết. Ba năm ăn không chết này, không có sống nữa. Dạ rồi, hôm nay là được tặng quà. Là được cô Thuận tặng tiền nữa là sửa lại cái mái nhà của gia đình chú. Thì con cũng cảm nhận được là gia đình rất là vui luôn hả cô ha. Dạ. Coi như là tôi có coi cái clip của lang thang quay á, thành thử ra mấy là thấy chú ước á là có tiền để mua tôn lợp lại. Mua tôn lợp lại cũng được cá nhân tôi thôi.
Cho nên á là tôi về á là nó là cùng lang thang để mà đi trải nghiệm núi rừng rồi thăm những hoàn cảnh khó khăn. Đó, cho nên á là có coi cái clip của chú là đã thấy là chú ước được có tiền để mà mua tôn lộp. Đó thì hôm nay á tới coi như coi như con thấy thiệt không phải giả đâu. Coi như là tặng tiền để cho chú mua tôn lộp ha. Mong rằng là có tiền là bây giờ đây là chắc mai mốt tôi cũng mua thôn. Mua thôn đây đây chưa thấy cây. Mình thiếu cây bắt đầu mình rạp lại. Làm mẹ tôi không nói khác đâu. Rồi cô bệnh vậy rồi có mua thuốc cho cô uống chưa chú? Mua không nói được cái tiền ở đâu mà ta đời nhất đâu. Mới hết thuốc chắc mai đi mua thuốc lại cho bên đó. Mới xuống đi mua hết thuốc lại nó đau bị sỏi. Cô bị vậy lâu chưa cô? Đi lâu rồi nhức đầu quá. Đầu là bị người ta nói là thăm bệnh viện là bệnh đó là bệnh tâm thần. Ta nói bệnh tâm thần á, bệnh nó nhức đầu á đó. Ta nói vậy đi phân răng đi rồi bệnh viện á, cam ranh đi rồi, đi hết rồi nhưng mà không có bớt đâu. Uống thuốc à gì? Uống thuốc nó thay thuốc nó... lên thuốc uống à. Đã thở thở. Nếu mà mình không lấy thuốc thì thôi, ông đã khỏi rồi. Là mấy bữa giờ là không mua thuốc cho cô uống luôn. Đâu có mua đâu, đi lấy bình biển á, lấy nhà bình biển á. Tiền ở đâu mà đi mua? Tôi không nói không rồi. Đi lãnh là xuống trạm xá lãnh người ta cho. Người ta cho. Đi lãnh người ta cho, lên người ta cho. Thôi giờ mình đi xuống mình tham quan xung quanh nhà của chú đi hả con? Dạ. Mời cả nhà mình tham quan ngôi nhà của chú nè. Ở trước nhà thì chú Lê Thang thấy có những cái cây rựa. Dao rựa để bào cho heo, bào cây chuối. Rựa để phá rừng hả chú? Rựa để đi phát á. Không đi phát nhưng mà đều đi xe hai cành heo. Hai cành heo nhưng mà mình phát đẩy được mà. Phát đẩy thì được. Ngồi sau của chú là thung lũng núi. Ở đằng sau này là chú làm hết luôn á hả? Đất chú hả? Đất chú dọn á. Để trồng bắp trồng đồ. Rồi thuốc kia nữa là vậy à. Thuốc tình đỉnh vừa rồi. Thì đỉnh cao quá. Dọn tới đỉnh nó luôn. Trên đó có hai ngôi nhà hả chú? Hai nhà đó, nhà kia còn, bên kia nữa. Ở tên đỉnh nữa. Coi như khúc sau này cũng rộng mà, chú trồng được mì, trồng bắp, trồng đậu, đồ đủ thứ phải không? Mì không có lấy đâu, mì nó hư. Hai năm nó hư rồi. Là mình ăn á, mình đi dành mình ăn. Thôi mẹ chứ, đâu có sống đâu. Không sống chú còn chết lên này, thấy không? Còn bên dưới kia có bò nhiều quá, của ai chú? Của gia đình kia, đỡ bò đồ quá. Gia đình mẹ không thấy bò gì. Nên mà lúc tuần đây còn xin của người ta chứ. Khổ quá chú. Khổ quá chứ. Đang bữa nay là đang là già rồi, đi làm không được nữa thôi nha. Cuộc sống của bà con ở trên đây khổ khó khăn cả nhà. Họ có bao nhiêu thì họ ăn bao nhiêu thôi, chứ không có dự tính là để dành dụm cho sau này lúc mà ốm đau bệnh tật. Khi mà ốm xuống thì cũng không có tiền mua thuốc. Vậy thôi, cái số tiền đó chú ngày mai chú chích ra một vài trăm ngàn để dẫn cô đi khám bệnh đi chú. Cho nó an toàn. Tiền đây mà đi khám bệnh này thôi, tôi nó mất rồi. Tôi nó mất. Tôi nên đào mà lấy nữa. Thì mua thuốc, mình phải mua thuốc cho cô uống chứ chú. Đâu có tiền này, tiền đây chuẩn bị lại mua thuốc đây cho. Mà sau này tôi lấy cái đó thì mình ra biển thôi cho. Thôi. Không tiền tay nữa. Không mua thuốc không bao nhiêu tiền đâu chú à. Xuống là chú xuống tiệm thuốc tây á, chú kêu hỏi là bán thuốc nhức đầu. Tôi ra rồi. Đó tôi mới bữa tôi mua rồi, bữa tôi 3 triệu mấy á. Phải dễ đâu, 3 triệu mấy tôi làm công á. Còn tôi làm công ở bên kia, ở Quầy Phú Thành á. Làm công làm nhà người ta. 3 triệu mấy lên để mua thế đó, không có bớt đâu. Tôi đi rồi giờ chứ, phải dễ là lấy tiền đây thì được rồi, nhưng mà tôi lấy tôi mua thì không như không à. Không có thấy tôi nữa. Không thấy tôi nữa. Không có thấy tôi nữa, vì tôi mua rồi mà. Đây tôi dành đi mua tôn. Mỗi lần mà bị dột vậy là ngủ sao chú? Dột mình đứng hả? Dột mình đứng. Đứng mình chung lửa trên đó. Ngồi đại thí ra. Khổ quá.
Vậy thôi cũng là một cái duyên của cô Thuận với chú ha. Dạ. Con cũng nói với chú như thế này. Dạ thì cố gắng mình cải thiện cuộc sống một chút xíu. Dạ. Rồi con cũng chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con xin phép là con rời đi nha chú nha. Dạ. Dạ. Chú gửi lời cảm ơn đến cô Thuận để cho cô Thuận vui. Cô Thuận, tôi cảm ơn Thuận, nhưng hôm nay là con mình biết ngon nói nữa. Tôi nghèo nghèo thiệt là chơi xin ngay thì chú không thấy cả lít nó không thấy. Tôi tình tuần, tôi nói tình tuần này, không có nói cái gì đâu. Không nhà sai nhà xấu gì mình làm ở đây làm vậy không à. Chú người rất hay mà chú nói tiếng Việt rành lắm luôn á. Đâu có rành đâu. Rành, nói rõ ràng luôn. Nó rằng thường nhờ em nói cái lý vàng tay nước ngoài không nghe vậy. Dạ. Vậy thôi con với cô Thuận chào chú nha. Xin hết chào chú ha. Cả nhà. Hôm nay là đến thăm chú thì tặng tiền cho chú. Chú rất là vui luôn. Có tôn rồi vui quá. Cả nhà xem cái hoàn cảnh bà con nghèo miền núi, cả nhà cũng cảm nhận được là họ cuộc sống của họ rất là khó khăn luôn á cả nhà. Cả nhà xem video, cả nhà cũng đừng quên là chia sẻ video trên nền tảng Facebook hoặc Zalo đó cả nhà. Một cái lượt chia sẻ của cả nhà có thể là có một cái niềm may mắn đến một cô chú nào đó có cái tấm lòng vàng để giúp đỡ cho bà con ở miền núi á cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Cô cháu mình bye bye khán giả con. Dạ. Một lần nữa con cảm ơn cô nha. Dạ, đã lặn lội đường xa lên trên đây. Không có sợ cực khổ cả nhà. Cô phải nói cô có cái tấm lòng rất là thương người luôn. Chào khán thính giả của kênh Đôi Chân Lang Thang ha. Dạ. Rồi chào tạm biệt khán giả, chào cô chú anh chị mình đồng quân trong nước và ngoài nước. Xin chúc cho đại gia đình của mình có thật là nhiều sức khỏe. Dạ bye bye. Đây cả nhà, Đôi Chân Lang Thang với cô Thuận là mới chào tạm biệt chú á, nhưng mà quay lại là vẫn còn một phần quà cả nhà. Nhưng mà bây giờ là 4-5 giờ chiều rồi, trời cũng mưa rồi cả nhà mình. Thì cô Thuận cũng mệt rồi, bây giờ còn một phần quà đây thì gia đình của chú thì cũng 5 người. Giờ mình nhường lại cho chú luôn, để cho chú có những cái thiết yếu để dành để ăn Tết luôn. Đó, cô Thuận thấy sao? Thì nói chung là mình cũng muốn đi chia sẻ tặng cho mỗi hoàn cảnh một phần thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ vừa chiều mà vừa mưa mà vừa... Dạ. Xa nữa. Đó, cho nên bây giờ thôi còn phần quà thôi tặng để cho cô chú ăn Tết. Dạ. Các chú ha. Thì hồi nãy là có 10 ký gạo thôi. Bây giờ là tặng thêm 10 ký gạo tặng nữa. Thêm một phần nữa, còn một phần nữa. Dạ. Tặng thêm phần nữa chứ không thôi là định là phải chia sẻ là mỗi một hoàn cảnh một gia đình một phần. Dạ. Dạ đây chú. Dạ. Vậy chúc cô chú ăn Tết vui vẻ nha. Ha. Rồi con chào cô nha, cảm ơn cô đã chia sẻ cái hoàn cảnh của mình ha. Dạ. Rồi ha, chào cô ha. Chào chú nha. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Em về nha anh trai. Nếu mà cô á mà bệnh nhiều á thì phải đi mua thuốc. Mua thuốc không có nhiêu tiền hết á, chừng vài chục ngàn cũng mua thuốc cũng được. Hả chú? Mua 2 ngày uống là uống thử cái thuốc đó nó có hợp với cô không? Rồi mình nếu mà không hợp thì mình bây sẽ tính cái hướng khác. Thôi bây giờ ổng không, bây giờ coi như ổng không sể mà trích cái tiền làm nhà đó đi mua thuốc á thì thôi giờ cho thêm mua thuốc nha. Hả chú? Chú sợ mua thuốc là không có tiền mua tôn. Không đủ tiền mua tôn. Mua tôn chưa? Đó. Cho nên bây giờ là trích cái tiền này, cho thêm cái này là mua thuốc là đủ rồi. Rồi, nghe chú, vậy là vui ha. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Nhớ đi mua thuốc cho cô uống nha. Vui lắm mà. Vui lắm ha. Dạ. Dạ, mua thuốc uống nha cô. Dạ. Chào tạm biệt khán giả cô. Chào tạm biệt khán giả.